Xin chào quý hàng đến với kênh Rutut, nhà đất Hoàng Tiến chuyên bán nhà quận Gò Vấp, quận Tân Bình, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, cũng như Facebook nhà đất Hoàng Tiến và website nhà đất Hoàng Tiến.vn để tiếp tục chia sẻ đến cho khách hàng những căn nhà mẫu mã đẹp, giá cả hợp lý và thương lượng trực tiếp chính chủ. Buổi chiều ngày hôm nay, nhà đất Hoàng Tiến xin gửi đến cho khách hàng một căn nhà phố rất là đẹp, nằm trên trục đường Quang Trung, phường 8 của quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là khu vực mặt tiền chính của căn nhà chúng ta. Và căn nhà mình có diện tích là ngang 4 mét rưỡi và độ dài là 16 mét, được đúc kiên cố là một trệt một lửng và 3 lầu. Công năng sử dụng của căn nhà chúng ta có một khoảng sân để xe gắn máy, một gara để xe hơi, một phòng khách, một phòng bếp, 5 phòng ngủ, 6 nhà vệ sinh, phòng thờ, phòng giặt và sân thượng trước sau. Hướng của căn nhà mình là hướng đông bắc, phù hợp với loại khách hàng thuộc mệnh Tây tứ trạch. Và giá của căn nhà mình thì đang có giá là 6 tỷ 780 triệu đồng, còn thương lượng nếu khách hàng có thể sở hữu một căn nhà nằm trong khu nhà lầu đồng bộ rất là đẹp. Và chúng ta có một cái con đường trước nhà rất là rộng, xe hơi xe tải có thể là di chuyển vào căn nhà của chúng ta cũng như rất là thuận tiện và rất là dễ dàng. Đây là cái con đường để di chuyển vào căn nhà, thì từ vị trí đường Quang Trung đi vào căn nhà chúng ta thì chỉ khoảng 50 mét thôi là quý khách hàng đã tới được căn nhà của chúng ta. Cũng như căn nhà này thì có diện tích là ngang 4 mét rưỡi và độ dài là 16 mét, và căn nhà mình thì cũng đang có cái giá rất là mềm, chỉ có hơn 6 tỷ là quý khách hàng có thể sở hữu ngay được một căn nhà đã được full nội thất, cũng như chúng ta có 4 phòng ngủ thì đã được chủ nhà full nội thất chúng ta 2 phòng. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển vào khu vực bên trong để giới thiệu cho khách hàng. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ có một bộ cửa 4 cánh phía bên ngoài được làm từ chất liệu bằng sắt rất là đẹp và chắc chắn để bảo vệ cho căn nhà của mình. Tiếp đến chúng ta có một khoảng sân khoảng hơn 2 mét, chúng ta có thể để xe gắn máy phía bên ngoài, cũng như di chuyển vào bên trong một chút là khu vực phòng khách chính của căn nhà chúng ta. Thì phòng khách căn nhà chúng ta có một bộ cửa phòng khách được làm từ chất liệu bằng gỗ cam xe rất là đẹp và rất là chắc chắn, cũng như khung bao bản nguyên khối. Và di chuyển vào một chút bên trong là khu vực không gian phòng khách của căn nhà. Thì phòng khách căn nhà chúng ta, chủ nhà cũng có trang trí chúng ta một bộ bàn ghế sofa, cũng như sàn nhà chúng ta được lát gạch đá bóng kính 80, hai bên thì chúng ta cũng được ốp gạch đá cao lên khoảng 3 mét, chúng ta rất là sạch sẽ. Cùng với đó là hệ thống đèn chiếu sáng trần thạch cao. Đây là khu vực phía trần của căn nhà, chúng ta có hệ thống đèn chùm rất là đẹp. Cũng như căn nhà mình thì đã được full rất là nhiều nội thất, thì khi quý khách hàng mua căn nhà này, toàn bộ nội thất trong căn nhà này sẽ được gia chủ cũng như chủ nhà để lại hết chúng ta, chỉ với giá là 6 tỷ 780 triệu đồng, còn thương lượng là quý khách hàng có thể sở hữu một cái căn nhà có diện tích là ngang 4 mét rưỡi và độ dài là 16 mét, được đúc kiên cố một trệt một lửng và 3 lầu này. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển vào khu vực bên trong một chút là khu vực cầu thang của căn nhà. Thì cầu thang căn nhà chúng ta, trụ cầu thang, cái tay vịn cầu thang chúng ta được làm từ chất liệu gỗ cam xe, và lan can chúng ta được làm bằng inox rất là đẹp. Cũng như phía bên dưới chân cầu thang chúng ta có một cái chậu cây, cũng như đối diện cầu thang chúng ta có một cái bức tranh rất là đẹp. Và di chuyển vào một chút bên trong là khu vực phòng bếp của căn nhà, thì phòng bếp căn nhà chúng ta cũng đã được trang trí một bộ bàn ăn 6 ghế. Và kệ bếp, tủ bếp chúng ta được làm từ chất liệu gỗ cam xe, cũng như nội thất trong căn nhà này sẽ được chủ nhà tặng lại cũng như để lại cho khách hàng, chỉ với giá hơn 6 tỷ là khách hàng có thể sở hữu ngay được một cái căn nhà được thiết kế rất là đẹp, cũng như đã có nội thất này. Đây là khu vực không gian phòng bếp của căn nhà. Và tiếp đến là mình sẽ di chuyển lại khu vực phía sau. Phía sau chúng ta có một cái khoảng rửa ở phía sau, cũng như một cái giếng trời rất là rộng ở phía sau của căn nhà để lấy gió và ánh sáng. Đây là không gian giếng trời ở phía sau của căn nhà. Cũng như kế bên thì chúng ta cũng có một cái nhà vệ sinh.
Thì toàn bộ cửa trong căn nhà của chúng ta thì được làm từ chất liệu gỗ cam xe. Đây là nhà vệ sinh ở dưới trệt của căn nhà. Và mình sẽ chiếu từ bên trong ra bên ngoài để cho khách hàng cùng tham quan một căn nhà đã được full nội thất. Cũng như căn nhà mình thì nằm trên trục đường Quang Trung, phường 8 của quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà mình thì gần với lại chợ Hạnh Thông Tây, nhà thờ Hạnh Thông Tây, rất là thuận tiện cho khách hàng đi lại cũng như di chuyển. Thì từ vị trí của căn nhà mình, chúng ta di chuyển về trung tâm thành phố thì cũng chỉ khoảng 20 phút thôi. Còn nếu chúng ta ra sân bay thì gần hơn, khoảng 10 đến 15 phút là chúng ta đã ra đến sân bay Tân Sơn Nhất của quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh rồi. Như căn nhà mình thì nằm trên trục đường Quang Trung. Một cái trục đường chúng ta có rất là nhiều tiện ích như chợ Hạnh Thông Tây, nhà thờ Hạnh Thông Tây và siêu thị Co.opmart cũng như bệnh viện Gò Vấp và các trường học nổi tiếng của quận Gò Vấp như trường Lương Thế Vinh, trường Nguyễn Công Trứ. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển đến khu vực tầng lửng của căn nhà. Thì khu vực tầng lửng căn nhà chúng ta bên ngoài chúng ta có một bộ cửa phía bên ngoài, cũng như bên trong thì chúng ta có một cái vách kính, cũng như chúng ta có những cái kệ để chúng ta có thể để trưng bày những cái lọ hoa. Và di chuyển vào bên trong một chút thì bên trong phòng khách tầng lửng căn nhà chúng ta, nhà cũng đã đóng sẵn, chúng ta kệ để tivi cũng như tầng lửng của căn nhà chúng ta thì được thiết kế có nhà vệ sinh, chúng ta cũng có thể làm phòng karaoke, phòng sinh hoạt gia đình cũng như phòng ngủ rất là thuận tiện, với một cái nhà vệ sinh đã được làm sẵn cũng như một cái máy lạnh cũng đã được lắp ráp sẵn. Cũng như phía sau chúng ta có một cái cửa sổ rất là lớn để mở ra bên ngoài lấy gió và ánh sáng. Kế bên thì chúng ta có một cái nhà vệ sinh. Đây là nhà vệ sinh ở khu vực tầng lửng của căn nhà. Chúng ta có đầy đủ các thiết bị, hệ thống lavabo, bàn cầu và vòi sen cũng như vách ngăn tấm kính. Giờ bây giờ mình sẽ di chuyển vào lên khu vực phía trên là khu vực phòng ngủ lầu 1 của căn nhà để gửi đến cho khách hàng. Thì mình xin nhắc lại là căn nhà này nằm trên trục đường Quang Trung, phường 8 của quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà mình thì rất là gần chợ Hạnh Thông Tây cũng như nhà thờ Hạnh Thông Tây và công viên làng hoa. Thì căn nhà này đang có diện tích là ngang 4,5 m và độ dài là 16 m, được đúc kiên cố là một trệt một lửng và 3 lầu. Thì căn nhà mình đã được full nội thất. Thì chúng ta có hai phòng ngủ ở lầu 1 đã được chủ nhà full nội thất. Cũng như đây là khu vực cửa để đi vào cái căn phòng ở phía trước căn nhà chúng ta. Thì toàn bộ nội thất trong căn nhà chúng ta được làm từ chất liệu gỗ cam xe, rất là đẹp và chắc chắn. Cũng như sàn nhà chúng ta được lát gỗ. Và bên trong phòng ngủ căn nhà chúng ta thì cũng đã được đóng sẵn chúng ta một cái giường, cũng như hai bên chúng ta có hai cái đôn, cũng đó là hệ thống điện lạnh. Phía trước căn nhà chúng ta có cửa sổ để mở ra bên ngoài lấy gió và ánh sáng, cũng như một cái cửa để đi ra cái ban công phía bên ngoài, cũng như kệ để tivi và tủ quần áo cũng đã được chủ nhà đóng sẵn chúng ta. Và mỗi phòng ngủ chúng ta thì có một cái nhà vệ sinh riêng sử dụng rất là thoải mái. Như đây là nhà vệ sinh của phòng ngủ số 1 căn nhà. Chúng ta có đầy đủ các thiết bị, hệ thống lavabo, bàn cầu, vòi sen, và nhà vệ sinh chúng ta rất là rộng, có gương và được thiết kế rất là đẹp và thông thoáng. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển lên khu vực lầu 2 của căn nhà để gửi đến cho khách hàng. Thì khách hàng đang xem video cảm thấy căn nhà này phù hợp với lại gia đình mình
thì anh nhanh tay liên hệ về theo hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để được nhà đất Hoàng Tiến đón quý hàng đi xem nhà. Thực tế cũng như căn nhà này thì đã có sổ hoàn công đầy đủ, và khi quý hàng mua căn nhà này thì chúng ta chỉ ra công chứng sang tên và về nhận nhà là quý hàng có thể là vào ở ngay, chỉ với cái tầm tiền khoảng hơn 6 tỷ là quý hàng có thể sở hữu một cái căn nhà có diện tích là ngang 4,5 m và độ dài là 16 m này. Và căn nhà này thì được thiết kế có tầng lửng. Nếu quý hàng có xe hơi thì có thể để dưới khu vực ở dưới tầng trệt, rất là thuận tiện. Và cũng như quý hàng muốn sở hữu cho mình một cái phòng ngủ ở khu vực tầng lửng thì căn nhà này quá là phù hợp. Thì chúng ta có một cái nhà vệ sinh rất là thuận tiện. Cũng như đây là phòng ngủ số 3 và mình sẽ di chuyển lại phòng ngủ số 4 của căn nhà. Chúng ta có 4 phòng và đã được chủ nhà full nội thất cho chúng ta là 3 phòng. Và chúng ta còn lại 2 phòng để trống. Cũng như mình sẽ di chuyển lên khu vực sân thượng của căn nhà. Thì khu vực sân thượng căn nhà chúng ta, mình sẽ di chuyển ra khu vực phía sau. Phía sau của chúng ta có một cái khoảng sân ở phía sau để chúng ta phơi đồ. Đây là khoảng sân phía sau. Và bên trên thì chúng ta cũng đã được lợp mái che chắn rất là kỹ càng. Cũng như mình sẽ di chuyển lại khu vực phía trước của căn nhà. Phía trước căn nhà chúng ta cũng có một cái sân rất là rộng ở khu vực phía trước. Bên trên thì chúng ta cũng đã được che chắn rất là kỹ càng. Rồi, video nhà đất Hoàng Tiến đến đây xin được kết thúc. Hẹn gặp lại quý khách hàng trong những video tiếp theo.